Vâng, chúng con cảm ơn Chúa. Kinh Thánh phán rằng phước cho những người làm cho hòa thuận vì được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chờ chúng con được một đặc ân, đó là thầy tế lễ nhà vua hòa quyết của chiên con, để đứng vào nơi sức mẻ làm cầu nối sự giảng hòa giữa các sắc tộc sắc dân ở 13 tỉnh miền Tây. Chơi một lần nữa chúng con hạ lòng xuống và nói lời ăn năn xin lỗi Chúa cho những người kinh, cho tất cả những vùng sắc tộc ở trên 13 tỉnh miền Tây. Nếu có những thù hận nào, nếu có những cay đắng nào, nếu có những cam go nào, nếu có những sự để lòng nào, buổi tối hôm nay chúng con đại diện đứng vào nơi sức mẻ và chúng con làm cầu nối, đó là sự hòa thuận lại. Xin chính Thánh Linh quyền năng của Đức Chúa Trời, đấng làm được mọi sự, đấng yên ủi ngày đến ngày yên ủi cho mọi sắc dân ở trên 13 tỉnh miền Tây, Ngài cũng tha thứ cho những dân tộc kinh, Ngài cũng tha thứ cho tất cả lỗi lầm của đôi bên đã có những xung đột về Chúa ơi văn hóa, xung đột về cá tánh, xung đột về sắc dân, xung đột về mọi điều. Trong danh của Chúa Jesus, buổi tối ngày hôm nay chúng con cầu nguyện để đấng yên ủi ngày đến và ngày hàn gắn lại tất cả mọi sắc văn cùng người kinh của chúng con. Lạy Cha, nếu có những hận thù nào từ bấy lâu nay họ chưa nói ra, chuẩn bị nói ra hay là đang nói ra, thì chính Chúa đấng toàn năng, đấng biết hết mọi sự, ngày đến và ngày chữa lành vết thương lòng. Hơn hết, Chúa ơi, ngày dấy lên cho họ có một cái phong trào để biết về danh của Chúa, để họ cũng chạy đến và thờ phượng Đức Chúa Trời giống như chúng con. Lạy Cha, hai tỉnh nhiều nhất của 13 tỉnh miền Tây, đó là Trà Vinh, đó là Sóc Trăng. Đây là những tỉnh rất là nhiều sắc tộc. Chúa ơi, con cầu nguyện chúc phước cho họ, họ sẽ biết về Chúa Giêsu. Mặc dù họ không có biết về tiếng kinh nhiều lắm, nhưng mà chúng con tin rằng sắp tới đây cũng có nhiều chương trình để mỗi sắc tộc đều có tiếng của mẹ đẻ của mình qua Kinh Thánh, qua Chúa ơi chức năng, đó là đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe là khi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng ra. Cha ơi, con chúc phước cho chương trình đức tin đến bởi sự người ta nghe, để in ấn tài liệu, để phát thanh những thẻ, để phát ra những cái chuôi máy nghe Kinh Thánh, hầu cho chúng con là những người đem tin tức tốt lành, và chúng con sẽ đem đến tận miền những người sắc tộc để cho họ nghe về tiếng của bản xứ của họ, nghe về tiếng của mẹ đẻ họ, để họ tin nhận Chúa Giêsu giống như chúng con. Lạy Cha, chúng con mong muốn điều đó. Lạy Cha, chúng con ao ước điều đó, và chúng con cưu mang điều đó. Chúng con cũng để lòng và cầu nguyện cho điều đó, để chúng con thấy cả tỉnh Sóc Trăng, cả tỉnh Chúa ơi, Trà Vinh, nhiều sắc dân sẽ được tin nhận Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho 13 tỉnh miền Tây. Hơn nữa, có ngoài ra hai tỉnh đó thì chúng con cũng thấy lác đác nhiều tỉnh khác cũng có những người Chúa ơi, dân tộc. Cho nên chúng con chúc phước tất cả 13 tỉnh miền Tây, những sắc dân sau này sẽ biết về Chúa Giêsu và thờ phượng Đức Chúa Trời giống như chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì hội đồng cầu nguyện này. Và chúng con được ơn đó là đứng vào nơi sức mẻ. Chúng con được ơn đó là làm chức thầy tế lễ nhà vua, là những người được giảng hòa, là những người được ăn năn, là những người được thay thế để cầu nguyện cho dân tộc của chúng con. Chúng con cưu mang điều này, Chúa ơi, không phải đêm nay, nhưng mà chúng con sẽ cưu mang mãi mãi, cầu nguyện cho đến khi những sắc dân đó họ biết về Chúa Giêsu Christ, để có sự hòa thuận, để có sự thông cảm, để có sự yêu thương ở trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúng con dâng 13 tỉnh miền Tây lên trên tay của Chúa, dâng tỉnh Sóc Trăng, dâng tỉnh Trà Vinh lên trên tay của Ngài. Chúng con cúi đầu và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.